Số 279, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Quyển 10, Phẩm 39, Nhập Pháp Giới, Phần 1. Bây giờ đồng tử thiền tài, ở chỗ thần chủ về đêm hỷ mục quan sát chúng sinh, nghe pháp môn giải thoát phổ hỷ tràng, thì tinh hiểu, chứng nhập biết rõ, tùy thuận tư duy, tu tập, nhớ lời dạy của thiện tri thức, tâm không sao lãng, các căn chẳng tán động, nhất tâm nguyện được gặp thiện tri thức, xuyên tìm cầu khắp mười phương, chẳng hề lùi trễ. Nguyện thường được thân cận thiện tri thức để phát sinh những công đức. Cùng thiện tri thức đồng một thiện căn, được hành phương tiện thiện xảo của thiện tri thức. Nơi thiện tri thức vào biển tinh tấn, trong vô lượng kiếp thường chẳng xa lìa. Phát nguyện như vậy rồi, đồng tử thiền tài đến chỗ thần chỗ về đêm, phổ cứu chúng sinh diệu đức. Khi ấy, vị thần này vì đồng tử thiền tài, nên thiền thần lực giải thoát địa phục chúng sinh của Bồ Tát. Dùng những tướng tốt để trang nghiêm thân mình. Từ giữa chặng mày phóng ra ánh sáng lớn tên là trí đăng phổ chiếu thanh tịnh tràng. Có vô lượng ánh sáng là quyến thuộc, tỏa chiếu khắp tất cả thế gian. Rồi xoay lại chỉ vào đỉnh đầu, đồng tử thiện tài sung mãn cả thân. Lúc đó thiện tài liền đạt được tam muội cứu cánh thanh tịnh luân. Được tam muội này rồi, thiện tài thấy khoảng giữa trụ xứ của hai vị thần chủ về đêm, có tất cả vi trần của đất, vi trần của nước, vi trần của lửa, vi trần của những châu báu kim cang mani, vi trần của tất cả đồ trang nghiêm như hoa hương, chuỗi ngọc. Trong mỗi mỗi vi trần đều thấy sự thành hoại của thế giới, nhiều như số vi trần của cõi Phật, và thấy những khối lớn của địa, thủy, hỏa, phong. Cũng thấy tất cả thế giới liên tiếp, dùng địa luân để giữ gìn an trụ. Cũng thấy tất cả những núi, biển, sông, ao, cây, rừng, các thứ cung điện, nhà cửa, trụ xứ của chư thiên, long, dạ xoa cho đến mà hồ la già, nhân phi nhân, cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, cõi diêm la vương, cho đến các loài luân chuyển nơi sinh tử qua lại theo nghiệp mà tỏa báo. Mọi thứ sai khác đều thấy cả. Lại thấy tất cả thế giới sai biệt, những thế giới tạp uế, những thế giới thanh tịnh, những thế giới hướng đến tạp uế, những thế giới hướng về thanh tịnh, những thế giới vừa tạp uế vừa thanh tịnh, những thế giới vừa thanh tịnh vừa tạp uế, những thế giới thuần thanh tịnh, những thế giới hoặc hình thể bằng phẳng, hoặc đứng úp xuống, hoặc đứng nghiêng. Nơi tất cả thế giới, tất cả loài như vậy đều thấy thần chủ về đêm phổ cứu chúng sinh này trong tất cả thời gian ở khắp mọi nơi. Tùy theo hình dáng ngôn từ, hành giải sai khác của chúng sinh đều dùng sức của phương tiện hiện ra trước họ, tùy nghi hóa độ, làm cho chúng sinh nơi địa ngục khỏi khổ đau, làm cho các loài súc sinh chẳng ăn nuốt nhau, làm cho các ngạ quỷ hết đói khát, làm cho loài rồng xa lìa sợ sệt, làm cho chúng sinh nơi cõi dục thoát khổ của dục giới, làm cho loài người xa lìa mọi sự sợ hãi về đêm tối, sự sợ hãi về mắng nhiếc, sợ hãi về tiếng xấu, sợ hãi về đại chúng, sợ hãi về chẳng được sống, sợ hãi về chết chóc, sợ hãi cõi ác, sợ hãi mất thiện căn, sợ hãi thoái tâm bồ đề, sợ hãi gặp ác tri thức, sợ hãi lìa thiện tri thức, sợ hãi nơi rơi vào nhị thừa, sợ hãi các thứ sinh tử, sợ hãi cùng ở với chúng sinh dị loại, sợ hãi thọ sinh vào thời kỳ ác, sợ hãi thọ sinh trong dòng họ xấu ác, sợ hãi gây tạo nghiệp ác, sợ hãi về nghiệp chướng, phiền não chướng, sợ hãi về vọng tưởng chấp trước ràng buộc. Tất cả những sự sợ hãi như vậy đều làm cho loài người được lìa bỏ. Lại thấy thần chủ về đêm này hiện khắp trong tất cả chúng sinh, loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng bào thai, loài sinh nơi ẩm thấp, loài hóa sinh hoặc có sắc không sắc, có tưởng không tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng để thường xuyên cứu giúp, vì thành tựu về sức của đại nguyện của Bồ Tát, vì vào sau sức của tam muội của Bồ Tát, vì làm kiên cố sức thần thông của Bồ Tát, vì xuất sinh sức hạnh nguyện của Phổ Hiền, vì tăng trưởng biển đại bi của Bồ Tát, vì thành tựu đại từ vô ngại che chở khắp chúng sinh, vì thành tựu vô lượng hỷ lạc ban cho chúng sinh, vì thành tựu trí tuệ phương tiện giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, vì thành tựu thần thông giải thoát tự tại rộng lớn của Bồ Tát, vì làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, vì biết rõ về tất cả pháp, vì cúng dường tất cả Phật, vì thọ trì tất cả giáo Phật pháp, vì cho nhóm tất cả thiện căn, tu tất cả hạnh diệu, vì nhập vào biển tâm của tất cả chúng sinh không chướng ngại,
về nhận biết căn tánh của tất cả chúng sinh, để giáo hóa tạo mọi thành tựu đầy đủ, về làm thanh tịnh sự tín hiểu của tất cả chúng sinh, để trừ chướng ác cho họ, vì phá diệt mọi sự tối tâm không hiểu biết của tất cả chúng sinh, vì làm cho họ có được ánh sáng thanh tịnh của nhất thiết trí. Đồng tử thiện tài thấy thần chủ về đêm này có thần lực và cảnh giới sâu xa chẳng thể nghĩ bàn như vậy, hiện bày cảnh giới thâm diệu chẳng thể nghĩ bàn như vậy, hiển thị về diệu dụng của Bồ Tát giải thoát, điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh như vậy, nên hoan hỷ vô lượng cúi đầu đảnh lễ, nhất tâm chiêm ngưỡng. Lúc đó thần chủ về đêm liền xả tướng Bồ Tát trang nghiêm, hoàn lại thân cũ, nhưng chẳng bỏ thần lực tự tại. Đồng tử thiện tài chắp tay cung kính, đứng lui qua một bên, nói kệ tán thán: Thiện tài, tôi được thấy đại thần lực như vậy, tâm hoan hỷ vô lượng, nói kệ đại tán thán: Tôi thấy thân của thần tuấn tốt hiện trang nghiêm, như sao sáng hư không, tất cả đều nghiêm tịnh, phóng ánh sáng thù thắng, như bụi vô lượng cõi, nhiều màu sắc vi diệu, chiếu khắp cả mười phương. Mỗi chân lông phóng ra ánh sáng bằng tâm chúng, đầu mỗi tia ánh sáng đều hiện hoa sen bóng, trong hoa hiện hóa thân, diệt được khổ chúng sinh, ánh sáng phát diệu hương xông khắp các chúng sinh, lại rải các thứ hoa cúng dường tất cả Phật, chẳng mày phóng ánh sáng lượng đồng núi tu di, chiếu khắp đến muôn loài, khiến dứt tối ngu si, miệng phóng sáng thanh tịnh như vô lượng mặt trời, chiếu khắp cảnh rộng lớn của Tỳ Lô Giá Na, mắt phóng sáng thanh tịnh như vô lượng mặt trăng, chiếu khắp mười phương cõi, dứt si loài thế gian, hóa hiện ở nhiều loại thân tướng trạng đồng chúng sinh, xuống mạng khắp mười phương, độ thoát biển ba cõi, thân diệu bày mọi chúng, hiện khắp trước chúng sinh, diệt trừ mọi sợ hãi, về nước lửa giặc vua. Tôi vâng theo hỷ mục, nay được đến chỗ thần, thấy tướng chặn mày thần, phóng ánh sáng thanh tịnh, chiếu khắp mười phương cõi, diệt trừ tất cả tối, hiển thị xuất thần thông, rồi nhập vào thân tôi, gặp ánh sáng viên mãn, tâm tôi rất hoan hỷ, được tam muội tổng trì, thấy đủ mười phương Phật. Từ chỗ tôi đi qua, đều thấy các phi trần, trong mỗi mỗi phi trần đều thấy vô số cõi, hoặc có vô lượng cõi, tất cả đều uế trược. Chúng sinh tỏ các khổ, thường buồn than kêu khóc, hoặc có cõi nhiễm tịnh, vui ít nhiều đau khổ, thể hiện thân ba thừa, qua đó mà cứu độ. Hoặc có cõi tịnh nhiễm, chúng sinh đều tích thấy, Bồ Tát thường xuống mãn, trụ trì những chánh pháp. Trong mỗi mỗi vi trần, vô lượng cõi thanh tịnh, Phật Tỳ Lô Giá Na kiếp xưa đã nghiêm tịnh, Phật ở tất cả cõi đều ngồi cõi Bồ Đề, thành đạo chuyển pháp luân, độ tất cả chúng sinh. Tôi thấy thần phổ cứu trong vô lượng cõi kia, chỗ tất cả chư Phật đều khắp đến cúng dường. Đồng tử thiện tài nói kệ xong, tưa với thần chỗ về đêm phổ cứu chúng sinh diệu đức. Bạch thánh giả, môn giải thoát hết mức sâu xa hy hữu này tên là gì? Ông được môn giải thoát này đã bao lâu? Tu hạnh gì mà được thanh tịnh? Thần nói: Này thiện nam, sự việc này khó biết, tất cả chúng nhân thiên và hàng nhị thừa không thể lường xét được. Vì sao? Vì đây là cảnh giới của bậc an trụ hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, là cảnh giới của bậc an trụ tạng đại bi, lìa cảnh giới của bậc cứu giúp tất cả chúng sinh, là cảnh giới của bậc có thể làm thanh tịnh tất cả ba đường ác. Tám nạn là cảnh giới của bậc ở trong tất cả cõi Phật tiếp nối làm hưng thịnh giống Phật chẳng dứt, là cảnh giới của bậc có thể trụ trì được tất cả Phật Pháp, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả kiếp tu hạnh Bồ Tát, thành tựu đầy đủ về biển đại nguyện, là cảnh giới của bậc có thể ở tất cả biển Pháp giới dùng ánh sáng trí thanh tịnh, diệt trừ vô minh ám chướng, là cảnh giới của bậc có thể dùng ánh sáng trí tuệ trong khoảng một niệm chiếu khắp tất cả biển phương tiện nơi ba đời. Nay ta vâng theo ai luật của Phật vì ông mà nói. Nay thiện nam, tội xưa trải qua số kiếp nhiều như số vi tròn của một cõi Phật, có một kiếp tên là viên mãn thanh tịnh, thế giới tên là Tỳ Lô Giá Na Đại Hoài Đức, có các đức Như Lai nhiều như số vi tròn của núi Tu Di xuất hiện ở đời trong thế giới đó. Thế giới đó dùng tất cả ngọc mani hương vương làm thể, các thứ châu báu trang nghiêm, trụ trên biển mani vương ánh sáng vô cấu. Thế giới này hình tròn, tịnh uế hợp thành, mây trướng và tất cả đồ trang nghiêm dâng bày phía trên.
tất cả núi Mani Luân Trang Nghiêm bao quanh ngàn vòng, có 10 ức triệu bốn châu thiên hạ đều đẹp đẽ trang nghiêm, hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo nghiệp ác ở trong đó, hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo đủ loại nghiệp ở trong đó, hoặc có bốn châu thiên hạ gồm các chúng sinh tạo thiện căn ở trong đó, hoặc có bốn châu thiên hạ gồm chư Bồ Tát thuần thanh tịnh ở trong đó. Cạnh núi Luân Vi ở phía đông của thế giới này có bốn châu thiên hạ tên là Bảo Đăng Hoa Tràng. Còn nước thanh tịnh, ăn mặc sung túc, chẳng cần canh tác, mà lúa bắp tự mọc tốt, cung điện lầu gác thảy đều kỳ diệu, những cây như ý mọc thành hàng khắp nơi, những cây hương luôn thoảng hơi thơm, những cây tràng hoa luôn xuất sinh mây tràng hoa, những cây hoa thường tuôn hoa đẹp, những cây báu xuất sinh các thứ báu lạ, có ánh sáng vô lượng màu sắc chiếu tỏa chung quanh. Những cây âm nhạc xuất sinh những âm nhạc theo gió lay động, phát ra âm thanh vi diệu. Ánh sáng mặt trời, mặt trăng và mani bảo phương chiếu khắp mọi nơi, đêm ngày đều vui vẻ, không lúc nào gián đoạn. Trong bốn châu thiên hạ ấy có trăm vạn ức triệu vương quốc, mỗi vương quốc có ngàn sông lớn chảy quanh, mặt sông đều có hoa đẹp ngủ phủ trên, trôi theo dòng nước phát ra âm nhạc cõi trời, tất cả cây báu mọc thành hàng bên bờ sông. Nhiều thứ báu lạ dùng để nghiêm sức, ghe thuyền qua lại tấp nập đông vui. Khoảng giữa bờ sông có trăm vạn ức thành, mỗi thành có trăm vạn ức triệu thôn xóm, mỗi thôn xóm như thế đều có trăm ngàn ức triệu lầu cát, vườn rừng bao bọc chung quanh. Trong cõi Diêm Phù Đề Cốc của bốn châu thiên hạ này, có một nước tên là Bảo Hoa đang an ổn giàu có, dân chúng đông đúc, đều thực hành mười thiện. Có chuyện Luân Vương xuất hiện hiệu là Tỳ Lô Giá Na, diệu bảo liên hoa kế, sinh từ trong hoa sen, đủ 32 tướng trang nghiêm, đủ bảy báu, cai trị bốn châu thiên hạ, luôn dùng chánh pháp để giáo hóa muôn loài. Nhà vua có ngàn vương tử đoan nghiêm, dũng kiện, hàng phục được oán địch, có trăm vạn ức triệu cung nữ, đều cùng với nhà vua đồng gieo trồng thiện căn, đồng tu công hạnh, đồng thời đản sinh, hết thảy đều xinh đẹp như thiên nữ. Thân màu chân kim thường phóng ra ánh sáng, nơi lỗ chân lông luôn phát ra hơi thơm. Quan hiền tướng mạnh có đủ 10 đức 10 ức. Chánh phi của nhà vua tên là Viên Mãn Diện, là ngọc nữ đoan chánh xinh đẹp, da màu vàng ròng, mắt tóc đều xanh biếc, tiếng nói như phạm âm. Thân có mùi thơm cõi trời, thường phóng ra ánh sáng chiếu ngàn do tuần. Vua có một vương nữ tên là Phổ Trí Diệm Diệu Đức Nhãn, thân sắc tươi đẹp, mọi người đều thích nhìn không chán. Thọ đó loài người sống lâu vô lượng, nhưng cũng có kẻ bất định, chết yểu giữa chừng. Chúng sinh có nhiều hình sắc, nhiều âm thanh, nhiều danh tự, nhiều tộc họ, ngu trí mạnh yếu, nghèo giàu, khổ vui, vô lượng phẩm loại thể đều chẳng đồng. Có kẻ cho là thân tôi đẹp, thân người khác xấu, rồi sỉ nhục, gây nghiệp ác. Do đó nên thọ mạng sắc đẹp sức khỏe, tất cả sự vui đều bị tổn giảm. Khi ấy, phía Bắc Thành có cây bồ đề tên là Phổ Quang, pháp vân âm tràng, gốc cây bằng mani phương kiên cố. Niệm niệm xuất sinh tất cả đạo tràng trang nghiêm của Như Lai, tất cả châu mani làm thân cây, lá bằng đủ các thứ báu, phân bố thứ lớp đều cân xứng nhau, trên dưới bốn phía đều trang nghiêm viên mãn, phóng ra ánh sáng báu, phát ra âm thanh vi diệu nói rõ về cảnh giới vô cùng sâu xa của tất cả Như Lai. Trước cây bồ đề có một ao nước thơm tên là Ánh Sáng Bảo Hoa, diệu nói pháp lôi âm, bờ ao bằng diệu bảo, xung quanh ao có trăm vạn ức triệu cây báu, hình dáng những cây này giống như cây bồ đề, có những chuỗi ngọc buông rủ bốn phía, vô lượng lầu gác đều bằng châu báu nghiêm sức khắp đạo tràng. Trong ao nước tôm xuất sinh hoa sen lớn tên là Phổ Hiện Tam Thế Nhất Thiết Như Lai Trang Nghiêm Cảnh Giới Vân, có chư Phật nhiều như số vi tròn của núi Tu Di xuất hiện ở đó. Đức Phật thứ nhất hiệu là Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng, thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác trước nhất trên hoa sen lớn này. Đức Phật diệu nói chánh pháp, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sanh trong vô lượng ngàn năm. Lúc Đức Như Lai Phổ Trí chưa thành Phật, trong đó 10.000 năm, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng thanh tịnh, tên là Hiện Chư Thần Thông, tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này, thì tâm họ
tự khai ngộ, không gì là chẳng biết rõ. Biết 10.000 năm sau có Phật xuất thế. 9.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng thanh tịnh, tên là nhất thiết chúng sinh ly cấu đăng. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì được mắt thanh tịnh, thấy tất cả màu sắc. Biết 9.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 8.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là nhất thiết chúng sinh nghiệp quả âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì đều tự biết những quả báo của nghiệp. Biết 8.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 7.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là sinh nhất thiết thiện căn âm. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này, thì tất cả các căn thể đều viên mãn. Biết 7.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 6.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là Phật bất tư nghị cảnh giới âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì tâm họ rộng lớn, được tự tại khắp. Biết 6.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 5.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là nghiêm tịnh nhất thiết Phật sát âm. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì thấy rõ tất cả cõi Phật thanh tịnh. Biết 5.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 4.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là ngọn đèn không sai biệt của tất cả cảnh giới Như Lai. Nếu có chúng sinh nào tiếp xúc ánh sáng này, đều có thể đến ra mắt tất cả chư Phật. Biết 4.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 3.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là Tam Thế Minh Đăng. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì đều có thể hiện thấy những việc tu hành tọa trước của tất cả Như Lai. Biết 3.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 2.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là ngọn đèn trí tuệ, xa lìa mờ ám của Như Lai. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì được mắt thấy khắp mọi sự thần biến của tất cả Như Lai, thấy tất cả cõi Phật, thấy tất cả thế giới chúng sinh. Biết 2.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. 1.000 năm trước, hoa sen lớn này phóng ra ánh sáng lớn, tên là khiến tất cả chúng sinh thấy Phật tập các căn lành. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì thành tựu được tam muội thấy Phật. Biết 1.000 năm sau sẽ có Phật xuất thế. Tiếp theo 7 ngày trước, hoa sen này phóng ra ánh sáng lớn, tên là âm thanh vui mừng của tất cả chúng sinh. Nếu có chúng sinh tiếp xúc ánh sáng này, thì được thấy khắp chư Phật, tâm rất hoan hỷ. Biết sau 7 ngày sẽ có Phật xuất thế. Đủ 7 ngày sau, tất cả thế giới thể đều chấn động, thuần tịnh không nhiễm. Mỗi niệm hiện khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh nơi mười phương, cũng hiện những sự trang nghiêm của những cõi đó. Nếu có chúng sinh nào căn tánh thuần thục, đã được thấy Phật, thì đều đến đạo tràng. Bây giờ trong thế giới Thi Lô Giá Na, đại hoài đức đỏ, tất cả núi Luân Phi, núi Tu Di, tất cả núi biển, đất liền, thành quách, tường rào, cung điện âm nhạc ngữ ngôn, đều vang lên âm thanh, khen ngợi cảnh giới thân lực của tất cả Như Lai. Lại phát ra tất cả mây thơm, mây hương đốt, mây hương bột, tất cả mây hương hình tượng Ngọc Mani, mây ánh lửa báu, mây thọ ánh sáng, mây y phục Mani, mây chuỗi báu, mây hoa diệu, mây ánh sáng Như Lai, mây ánh sáng viên mãn của Như Lai, mây âm nhạc, mây tiếng nguyện của Như Lai, mây ngôn ngữ âm thanh của Như Lai, mây tướng tốt của Như Lai, mây hiển thị tướng chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai xuất hiện thế gian. Này thiện nam, hoa sen báo lớn ấy có số hoa sen nhiều như số vi tròn của 10 cõi Phật bao quanh. Nơi những hoa sen này đều có tòa sẽ tự tạng báo mani, trên mỗi tòa đều có Bồ Tát ngồi kiết già. Này thiện nam, lúc Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức trong thành đạo quả vô thượng cho đại chánh giác tại trên hoa sen này, đồng thời cũng hiện thành Phật trong tất cả thế giới ở mười phương, tùy theo tâm của chúng sinh mà hiện ở trước họ để chuyển pháp luân, làm cho vô lượng chúng sinh ở trong từng thế giới thoát khỏi khổ nơi cõi ác, làm cho vô lượng chúng sinh được sinh lên cõi trời, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi bậc thanh văn bích chi Phật, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề xuất ly, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề dũng mãnh tràng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề pháp ánh sáng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề căn thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề lực bình đẳng, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề nhập thành pháp, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề nhập đạo phương tiện phổ môn, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ hạnh bồ đề môn tam muội, làm cho vô lượng chúng sinh thành tựu hạnh bồ đề duyên nơi tất cả cảnh giới thanh tịnh,
làm cho vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi đạo Bồ Tát, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ đạo Ba La Mật thanh tịnh, làm cho vô lượng chúng sinh trụ nơi sơ địa Bồ Tát, làm cho vô lượng chúng sinh trụ địa thứ hai của Bồ Tát cho đến mười địa, làm cho vô lượng chúng sinh nhập hạnh nguyện thù thắng của Bồ Tát, làm cho vô lượng chúng sinh an trụ nơi hạnh nguyện thanh tịnh của Phổ Hiền. Này thì Nam Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng hiện thực lực tự tại chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Lúc Đức Phật chuyển pháp luân ở trong mỗi thế giới đó, tùy theo chỗ thích hợp, mỗi niệm đã được Phật giáo hóa vô lượng chúng sinh. Lúc đó Bồ Tát Phổ Hiền biết trong vương thành bảo hoa đăng kia dân chúng tự ý thị về nhân sắc và cảnh giới của mình, nên kiêu mạn khinh miệt người khác. Vì thế Bồ Tát hóa hiện thân hình đoan nghiêm đẹp đẽ, đi đến thành ấy phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả, làm cho ánh sáng của thánh vương, của dân chúng, của nhật nguyệt tinh tú ở đây đều lu mờ. Ví như lúc mặt trời mọc lên cao tỏa sáng khắp nơi, cũng như vàng như phù đèn để cạnh đống mực đen, chúng dân trong thành đều bảo nhau, đây là ai, là thiên thần hay phạm vương mà phóng ra ánh sáng làm cho ánh sáng của chúng ta lu mờ. Họ suy nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu rõ được. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền đứng trên hư không, ngay nơi cung điện của Thánh Vương, bảo: Này Đại Vương, hiện nay trong nước của nhà vua có Đức Phật xuất thế, ngự tại cây Bồ Đề Phổ Quang Minh Pháp Vương Âm Bích Tràng. Lúc này Vương Nữ Liên Hoa Diệu Nhãn thấy sắc thân và ánh sáng tự tại của Bồ Tát Phổ Hiền, nghe những vật trang nghiêm trên thân Bồ Tát phát ra âm thanh vi diệu, tâm rất vui mừng, tự nghĩ: Nguyện cho tất cả căn lành của tôi hiện có đều hồi hướng để được thân như vậy, được tướng tốt oai nghi tự tại như vậy. Nay thánh giả này có thể ở trong chốn sinh tử tối tâm dài lâu của chúng sinh phóng ra ánh sáng lớn và báo tin Đức Như Lai xuất thế. Nguyện cho tôi cũng được như vậy, vì các chúng sinh làm ánh sáng trí để phá trừ mọi sự điên tối không hiểu biết của họ. Nguyện cho tôi thọ sinh ở nơi chốn nào cũng đều chẳng xa rời vị thiện trí thức này. Khi đó Thánh Vương cùng Bảo Nữ và ngàn vương tử quyến thuộc, các đại thần, bốn binh chủng và vô lượng dân chúng trong thành do thần lực của Thánh Vương nên đồng bay lên hư không cả một giờ tuần, phóng ra ánh sáng lớn chia bốn châu thiên hạ, khiến mọi người đều được chiêm ngưỡng. Vì bốn châu các chúng sinh đều đến gặp Phật nên Thánh Vương nói kệ tán thán Phật: Như Lai xuất thế gian cứu độ các chúng sinh, các người phải mau dậy đi đến chỗ đạo sư, dư lượng vô số kiếp mới có Phật xuất thế, diệu nói pháp tâm diệu, lợi ích tất cả chúng. Phật xem cái thế gian điên đảo thường mê lầm, luân hồi khổ sinh tử, mà khởi tâm đại bi, vô số ngàn ức kiếp tu tập hạnh Bồ Đề vì muốn độ chúng sinh. Đây do sức đại bi, đầu mắt cùng tay chân đều sẽ được tất cả. Vì cầu đạo Bồ Đề vô lượng kiếp như thế, vô lượng ức ngàn kiếp khó gặp được Như Lai, thấy nghe hoặc phụng sự đều được lợi ích lớn. Nay sẽ cùng đại chúng đến gặp đấng điều ngự ngồi bảo tòa Như Lai, hàng phục ma thành chánh giác, chiêm ngưỡng thần Như Lai phóng ra vô lượng quang, nhiều thứ sắc vi diệu diệt trừ tất cả tối, trong mỗi mỗi chân lông phóng quang chẳng nghĩ bàn, chiếu khắp các chúng sinh đều khiến rất vui mừng. Đại chúng đều nên phát tâm tinh tấn rộng lớn đến chỗ Đức Như Lai cung kính cúng dường Phật. Chủ Luân Thánh Vương nói kệ khen Phật khai ngộ tất cả chúng sinh rồi, do thiện căn của Luân Vương nên xuất hiện 10.000 thứ mây đại cúng dường thẳng đến phía đạo tràng của Như Lai. Đó là mây tất cả lòng báu, mây tất cả trướng hoa, mây tất cả y báu, mây tất cả lối lên báu, mây tất cả biển hương, mây tất cả tòa báu, mây tất cả cờ báu, mây tất cả cung điện, mây tất cả hoa diệu, mây tất cả đồ trang nghiêm giăng khắp hư không. Thánh Vương đảnh lễ nơi chân Đức Như Lai Phổ Trí Bảo Diệm Diệu Đức Tràng, đi quanh vô lượng vòng, rồi ngồi trên tòa hoa sen báu chiếu khắp mười phương phía trước Đức Phật. Lúc ấy Vương Nữ Phổ Trí Diệu Đức Nhãn cởi các thứ vật trang sức trên thân cầm rải lên cúng dường Phật. Những thứ vật trang sức đó ở trên hư không biến thành lòng báu, lấy báu buông rũ xuống.
Long Vương cầm giữ lọng báu này, hết thảy những cung điện xen bày trong đó. 10 túi lọng báu bao vòng hình như lầu ghế, trong ngoài thanh tịnh, trang nghiêm, với những chuỗi ngọc, cây báu, biển hương mà này. Trong lọng báu đó có cây bồ đề, cành lá, xum xuê, che trùm, cả pháp giới, mỗi niệm hiện ra vô lượng trang nghiêm. Đức Như Lai Tỳ Lô Giá Na, ngự nơi cội bồ đề này, có vô số Bồ Tát nhiều như số vi trần của vô số cõi Phật bay quanh sau trước. Chư Bồ Tát này đều xuất sinh từ nơi hạnh nguyện của Phổ Hiền, an trụ, trụ xứ không sai biệt của Bồ Tát. Cũng thấy có tất cả các bậc chủ thế gian, cũng thấy thần lực tự tại của Như Lai, cũng thấy sự thành hoại của thế giới theo thứ lớp nơi tất cả các kiếp. Lại thấy chư Phật lần lượt xuất hiện trong tất cả thế giới đó, lại cũng thấy tất cả thế giới đó. Mỗi mỗi thế giới đều có Bồ Tát Phổ Hiền cúng dường chư Phật, đi phục chúng sinh, lại cùng thấy tất cả Bồ Tát đó đều ở trong thân Phổ Hiền. Cũng thấy thân mình ở trong thân đó, cũng thấy thân mình ở trước chỗ tất cả Như Lai, trước tất cả Phổ Hiền, trước tất cả Bồ Tát, trước tất cả chúng sinh. Lại cùng thấy tất cả thế giới đó, mỗi mỗi đều có số thế giới, nhiều như số vi trần của một cõi Phật, có đủ những ranh giới, những thứ giữ gìn, những thứ hình trạng, những thứ thánh chất, những thứ sắp đặt, những thứ trang nghiêm, những thứ thanh tịnh, và có những thứ mây trang nghiêm phủ che bên trên, có đủ những tên kiếp, chư Phật xuất thế, những ba đời, những phương xứ, những trụ pháp, những nhập pháp giới, những trụ hư không, những đạo tràng bồ đề của Như Lai, những xuất thần thông của Như Lai, những tòa sư tử của Như Lai, những đại chúng của Như Lai, những chúng sai biệt của Như Lai, những phương tiện thiện xảo của Như Lai, những sự chuyển pháp luân của Như Lai, những âm thanh vi diệu của Như Lai, những biển ngôn thuyết của Như Lai, những khế kinh của Như Lai. Thấy như vậy rồi, phương nữ rất hoan hỷ tâm thanh tịnh. Đức Như Lai phổ trí bảo diệm diệu đức tràng, vì vương nữ mà dạo nói khế kinh là tên nhất thiết Như Lai chuyển pháp luân, có số khế kinh nhiều như số vi trần của 10 cõi Phật làm quyến thuộc. Vương nữ nghe kinh xong, tức thì thành tựu được 10.000 môn tam muội, tâm ý hoài diệu, không tu cứng. Như mới thọ thai, như mới đản sinh, như cây ta la mới mọc mầm, tâm tam muội ấy cũng như vậy. Đó là tam muội hiện thấy tất cả chư Phật, tam muội chiếu khắp tất cả cõi, tam muội nhập tất cả ba đời, tam muội thuyết tất cả pháp luân của Phật, tam muội biết tất cả biển nguyện của Phật, tam muội khai ngộ tất cả chúng sinh, khiến ra khỏi khổ sinh tử, tam muội thường nguyện phá si ám của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện diệt khổ của tất cả chúng sinh, tam muội thường nguyện sinh niềm vui cho tất cả chúng sinh, tam muội giáo hóa tất cả chúng sinh không mệt mỏi, tam muội không chướng ngại của tất cả Bồ Tát, tam muội đến khắp tất cả cõi Phật thanh tịnh. Vương nữ được 10.000 môn tam muội như vậy rồi, lại được tâm diệu tịnh, tâm bất động, tâm hoan hỷ, tâm an ủi, tâm rộng lớn, tâm thuận thiện trí thức, tâm duyên nơi nhất thiết trí sâu xa, tâm trụ nơi biển phương tiện rộng lớn, tâm xả ly tất cả chấp trước, tâm chẳng trụ nơi cảnh giới thế gian, tâm nhập cảnh giới Như Lai, tâm chiếu khắp tất cả biển sắc, tâm không làm hại, tâm không cao ngạo, tâm không mệt mỏi, tâm không thoái chuyển, tâm không lười biếng, tâm tư duy về tự tánh của các pháp, tâm an trụ tất cả biển pháp môn, tâm quán xét tất cả biển pháp môn, tâm biết rõ tất cả biển chúng sinh, tâm cứu giúp tất cả biển chúng sinh, tâm chiếu khắp tất cả biển thế giới, tâm sinh khắp tất cả biển nguyện của Phật, tâm phá hết tất cả núi chướng, tâm cho nhóm phước đức trợ đạo, tâm hiện thấy mười lực của chư Phật, tâm chiếu khắp cảnh giới của Bồ Tát, tâm tăng trưởng trợ đạo của Bồ Tát, tâm duyên khắp tất cả biển phương hướng, tâm tư duy về đại nguyện của Phổ Hiền, lại phát khởi biển nguyện của tất cả Như Lai, nhiều như số vi trần của 10 cõi Phật, nguyện làm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, nguyện điều phục tất cả chúng sinh, nguyện biết khắp tất cả thế giới, nguyện vào khắp tất cả biển pháp giới, nguyện trong tất cả cõi Phật tu hạnh Bồ Tát cùng tận kiếp vị lai, nguyện tận cùng nơi kiếp vị lai không bỏ tất cả hạnh Bồ Tát.
nguyện được gần gũi tất cả Như Lai, nguyện được phụng sự tất cả thiện hữu, nguyện được cúng dường tất cả chư Phật, nguyện ở trong mỗi niệm tu hành Bồ Tát tăng trưởng nhất thiết trí không gián đoạn, phát khởi biển nguyện nhiều như số vi trần của mười cõi Phật như vậy, nên thành tựu đại nguyện phổ hiền. Đức Như Lai phổ trí, lại vì vương nữ mở bày diễn nói những thiện căn đã cho nhóm, từ khi mới phát tâm tới nay, cùng những diệu hành đại tu, đại quả đã được làm cho vương nữ khai ngộ, thành tựu biển đại nguyện của Như Lai, nhất tâm hồi hướng đến bậc nhất thiết trí. Toàn chủ về đêm phổ cứu chúng sinh diệu đức nói tiếp. Này thiện nam, lại cách đây 10 đại kiếp về trước, có thế giới tên là Nhật Luân Quang Mani, Phật hiệu là Nhân Đà La Tràng Diệu Tướng. Vương nữ diệu nhãn ở trong di pháp của Đức Như Lai đó, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên nàng tu bổ tượng Phật cũ bị hư trên tòa Liên Hoa. Nàng tu bổ xong lại sơn vẽ xong lại trang nghiêm bằng các châu báu, rồi phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nay thì nam ta nhớ về tuổi quá khứ, do Bồ Tát Phổ Hiền là bậc thiện trí thức, nên vương nữ gieo trồng được thiện căn này. Từ đó trở đi, chẳng bị đọa nơi đường ác, thường thọ sinh trong dòng thiên vương, nhân vương xinh đẹp khả ái, đủ những tướng tốt, khiến mọi người đều thích nhìn, thường gặp Phật, thường được gần gũi Bồ Tát Phổ Hiền, được Bồ Tát chỉ dạy mở bày, khiến tỏ ngộ thành tựu đầy đủ mãi đến ngày nay. Này thiện nam, chuyển luân thánh vương Tỳ Lô Giá Na Tạng Diệu Bảo Liên Hoa Kế, nay là Bồ Tát Di Lặc. Vương phi Viên Mãn Diện, nay là thần chủ về đêm tịch tịnh âm hải, đang ở gần đây. Phương nữ Diệu Đức Nhãn chính là ta. Thời ấy ta làm đồng nữ, Bồ Tát Phổ Hiền khuyên ta tu bổ tượng Phật, dùng đấy làm nhân duyên phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là lúc ta bắt đầu phát tâm. Sau đó Bồ Tát Phổ Hiền dẫn dắt ta gặp Đức Phật Diệu Đức Tràng. Ta cởi chuỗi ngọc rải lên cúng dường, thấy thần lực của Phật, nghe Phật thuyết pháp, liền được môn giải thoát. Bồ Tát hiện khắp tất cả thế gian, đi phục chúng sinh. Trong mỗi niệm được thấy chư Phật nhiều như số vi trần của núi Tu Di, cũng thấy đạo tràng chúng hội và cõi nước thanh tịnh của chư Phật. Ta đều tôn trọng, cung kính, cúng dường, nghe diễn nói chánh pháp, y giáo tu hành. Này thiện nam, qua khỏi thế giới Tỳ Lô Giá Na, đại oai đức, kiếp viên mãn thanh tịnh, có thế giới tên là Bảo Luân Diệu Trang Nghiêm, kiếp tên là Đại Quang. Có 500 Đức Phật xuất hiện trong đó, ta đều phụng sự cung kính cúng dường. Đức Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi Tràng, lúc mới xuất gia, ta làm thần chủ về đêm cung kính cúng dường. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang Na La Diên Tràng, ta làm chuyển luân thánh vương cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà giảng nói kinh tên nhất thiết Phật xuất hiện, có số kế kinh nhiều như số vi trần của mười cõi Phật làm quyến thuộc. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Kim Cang Vô Ngại Đức, ta làm chuyển luân vương cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta mà giảng nói kinh tên Phổ Chiếu Nhất Thiết Chúng Sinh Căn, có số khế kinh nhiều như số vi trần của núi Tu Di là quyến thuộc, ta đều thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế tên là Hỏa Diệm Sơn Diệu Trang Nghiêm, ta tổ ấy làm trưởng giả nữ. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Phổ Chiếu Tam Thế Tạng, có số khế kinh nhiều như số vi trần của cõi Di Phô Đề là quyến thuộc, ta đều nghe hiểu y giáo tọa trì. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Cao Thắng Vương, thời ấy ta làm Atula Vương cung kính cúng dường Phật. Vì ta mà Đức Phật đó giảng nói kinh tên phân biệt nhất thiết pháp giới, có 500 khế kinh là quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp thọ trì. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Hải Nhạc Pháp Quang Minh, thời ấy ta làm Long Vương nữ rải mây báu như ý mà đi cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Tăng Trưởng Hoan Hỷ Hải, có 100 ức khế kinh làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp tọa trì. Kế đó có Phật xuất thế hiệu là Bảo Diệm Sơn Đăng, thôi ấy ta làm thần chủ về biển rải mây hoa sen báu cung kính cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta giảng nói kinh tên Pháp Giới Phương Tiện Hải Quang Minh, có số khế kinh nhiều như số vi trần của một cõi Phật làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp tọa trì. Kế đó có Phật
Đức ấy hiệu là công đức Hải Quang Minh Luân. Thuở ấy ta làm tiên nhân đạt năm tông, hiện đại thần tông, có sáu vạn tiên nhân vây quanh, lẫy mây hương hoa cúng dường Phật. Đức Phật đó vì ta và nói kinh tên Vô Trước Pháp Đăng. Có sáu vạn kế kinh là quyến thuộc, ta đều nghe hiểu như pháp tọa trì. Kế đó có Phật xuất thế, hiệu là Tỳ Lô Giá Na Công Đức Tạng. Thuở ấy ta làm thần chủ về đất, ta là xuất sinh Bình Đẳng Nghĩa. Cùng vô lượng thần chủ về đất khác, đồng rải tất cả cây báu, tất cả tạng mani, tất cả mây, chuỗi báu, để cúng dường Phật. Đức Phật đó, vì ta giả nói kinh tên xuất sinh nhất thiết Như Lai Trí Tạng, có vô lượng khế kinh làm quyến thuộc, ta đều nghe hiểu, tọa trì chẳng quên. Này Thiện Nam, thứ lớp như vậy, Đức Phật sau cùng hiệu là Sung Mãn Hư Không Pháp Giới Diệu Đức Đăng. Thời đó ta là kỹ nữ, ta là mỹ nhân, ta thấy Phật vào thành, liền dùng ca vũ để cúng dường. Ta nương theo thần lực của Phật, vọt mình lên hư không, nói ngàn bài kệ tán thán Phật. Đức Phật vì ta phóng ra ánh sáng từ giữa chặng mày, ta là trang nghiêm pháp giới đại quang minh, chiếu khắp thân ta. Khi được ánh sáng của Phật chiếu đến thân, ta liền được mong giải thoát, ta là pháp giới phương tiện bất thoái tạng. Này Thiện Nam, trong thế giới này có số kiếp nhiều như số vi trần của một cõi Phật như vậy, tất cả Như Lai xuất hiện ở đó, ta đều phụng sự cúng dường. Chư Phật đó giảng nói bao nhiêu chánh pháp, ta đều ghi nhớ chẳng quên một câu một chữ. Ở chỗ chư Phật đó, ta tán dương tất cả Phật pháp, rộng làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Ở chỗ mỗi đức Như Lai, ta được ánh sáng nhất thiết trí, hiện biển pháp giới nơi ba đời, nhập tất cả hạnh phổ hiện. Này Thiện Nam, vì ta nương tựa nơi ánh sáng của nhất thiết trí, nên ở trong mỗi niệm được thấy vô lượng Phật. Đã thấy Phật rồi thì hạnh nguyện phổ hiện trước kia chưa được, chưa thấy, nay đều thành tựu viên mãn. Vì sao? Vì đã được ánh sáng của nhất thiết trí. Bây giờ thần chủ về đêm, phổ cứu chúng sinh, muốn nêu lại nghĩa giải thoát này, nương theo thần lực của Phật. Vì đồng tử Thiện Tài nó kể rằng, Thiện Tài nghe ta nói, pháp sâu xa khó thấy, chiếu khắp cả ba đời, tất cả môn sai biệt. Vì ta mới phát tâm, chuyên cầu công đức Phật, các giải thoát đã được. Ông nay phải lắng nghe, ta nhớ tuổi quá khứ, số kiếp như vi trần, trước đó có một kiếp tên Viên Mãn Thanh Tịnh, thời ấy có thế giới tên là Biểu Biến Chiếu Đăng. Phật nhiều như vi trần xuất thế ở trong đó, Phật đầu hiệu Trí Diện, Phật kế hiệu Pháp Tràng, thứ ba Pháp Tư Di, thứ tư Đức Sư Tử, thứ năm Tịch Tĩnh Vương, thứ sáu Diệt Chư Kiến, thứ bảy Cao Danh Sơn, thứ tám Đại Công Đức, thứ chín Phật Thắng Nhật, thứ mười Phật Nguyệt Diễn. Ta ở chỗ mười Phật đầu tiên ngộ pháp môn, thế lớp kế sau đó lại có mười Như Lai. Một là hư không xứ, thứ hai là Phổ Quang, thứ ba Trụ Chư Phương, thứ tư Chánh Niệm Hải, thứ năm Cao Thắng Quang, thứ sáu Tu Di Phật, thứ bảy Phật Pháp Diệm, thứ tám Phật Sơn Thắng, thứ chín Đại Bi Hoa, thứ mười Pháp Giới Hoa. Lúc mười Phật xuất thế, ta giác ngộ thứ hai, thế lớp kế sau đó lại có mười Đức Phật. Một là Phật Quan Tràng, thứ hai Phật Trí Tuệ, thứ ba Phật Tâm Nghĩa, thứ tư Phật Đức Chủ, thứ năm Phật Thiên Tuệ, thứ sáu Phật Tuệ Vương, thứ bảy Phật Thánh Trí, thứ tám Phật Quang Vương, thứ chín Phật Dũng Mãnh, thứ mười Phật Liên Hoa. Tại chỗ mười Phật này, ta thứ ba ngộ pháp. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế. Thứ nhất Mạo Diệm Sơn, thứ hai Công Đức Hải, thứ ba Pháp Quang Minh, thứ tư Liên Hoa Tạng, thứ năm Chúng Sinh Nhãn, thứ sáu Hương Khoan Bảo, bảy Tu Di Công Đức, tám Các Bà, tám Càn Thất Bà Vương, thứ chín Ma Ni Tạng, mười Phật Tịch Tịnh Sắc. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế. Thứ nhất Quảng Đại Trí Kế Phật Bảo Quang Minh, thứ ba Hư Không Vân, thứ tư Thù Thắng Tướng, thứ năm Viên Mãn Giới, thứ sáu Na La Diên, thứ bảy Tu Di Đức, thứ tám Công Đức Luân, thứ chín Vô Thắng Tràng, thứ mười Đại Thọ Sơn. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế. Thứ nhất Bà La Tạng, thứ hai Thế Chủ Tân, thứ ba Cao Hiện Quang, thứ tư Kim Cang Chiếu, thứ năm Địa Oai Lực, thứ sáu Thâm Diệu Pháp, thứ bảy Pháp Tuệ Âm, thứ tám Tu Di Tràng, thứ chín Thắng Vô Minh, thứ mười Diệu Bảo Quang. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế. Thứ nhất Phạm Quang Vinh, thứ
thứ hai hư không âm, thứ ba pháp giới thân, thứ tư quang minh luân, thứ năm trí tuệ tràng, thứ sáu hư không đăng, thứ bảy vi diệu đức, thứ tám biến chiếu văn, thứ chín thắng phước quang, thứ mười đại bi văn. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế, thứ nhất lực quang tuệ, thứ hai phổ hiện tiền, thứ ba cao hiển quang, thứ tư quang minh thân, thứ năm Phật pháp khởi, thứ sáu Phật bảo tướng, thứ bảy tốc tật phong, thứ tám dũng mãnh tràng, thứ chín diệu bảo cái, thứ mười chiếu tâm thế. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế, bậc nhất nguyệt hải quang, đệ nhị kim cang thân, thứ ba tu di đức, thứ tư niệm tràng vương, thứ năm công đức tuệ, thứ sáu trí tuệ đăng, thứ bảy quang minh tràng, thứ tám quảng đại trí, thứ chín pháp giới trí, thứ mười pháp giới pháp hại trí. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế, thứ nhất bố thí pháp, thứ hai công đức luân, thứ ba tán diệu vân, thứ tư nhẫn trí đăng, thứ năm tịch tịnh âm, thứ sáu tịch tịnh tràng, thứ bảy thế gian đăng, thứ tám thâm đại nguyện, thứ chín vô thắng tràng, thứ mười trí diệm hải. Thứ lớp kế sau đó có mười Phật xuất thế, thứ nhất pháp tự tại, thứ hai vô ngại tuệ, thứ ba ý hải tuệ, thứ tư chúng diệu âm, thứ năm tự tại thí, thứ sáu phổ hiện tiền, thứ bảy tùy lạc thân, thứ tám trụ thắng đức, thứ chín Phật bản tánh, thứ mười Phật hiện đức. Số kiếp như vi trần, bao nhiêu Phật trong đó gấp làm đèn thế gian, ta đều mừng từng cúng dường. Số kiếp như vi trần, bao nhiêu Phật xuất thế, ta đều từng cúng dường. Và môn giải thoát này, ta trong vô lượng kiếp tu hành được đạo ấy, nếu người tu hành được, chẳng lâu cũng sẽ được. Này thiện nam, ta chỉ biết mỗi môn giải thoát Bồ Tát phổ hiện, nhất thiết thế gian điều phục chúng sinh này. Còn như cho đại Bồ Tát Thích Tập Vô Biên Hạnh, sinh những thứ hiểu biết, hiện những loại thân hình, đủ những loại căn tướng, thỏa mãn những thứ nguyện vọng, vào những loại tam muội, gọi những loại thần biến, có thể quan sát các thứ pháp, nhập những môn trí tuệ, được những pháp ánh sáng, thì ta làm sao biết hết được, nói hết được hạnh công đức đó. Này thì nam, cách đây không xa có thần chủ về đêm tên là Tịch Tịnh Âm Hải, ngồi trên tòa Liên Hoa Mani Quang Tràng trang nghiêm, có trăm vạn vô số thần chủ về đêm vây quanh. Ông nên đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học hành Bồ Tát, tu đạo Bồ Tát. Đồng tử thiền tài bèn đảnh lễ nơi chân thần chủ về đêm, đi quanh vô số phòng ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ ra đi. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 70 hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.